Ronaldo lập kỷ lục cá nhân về tốc độ tối đa ở một vòng chung kết Euro khi anh góp mặt tại giải đấu năm nay. Trong hai trận đấu qua gặp Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ, Ronaldo đạt tốc độ tối đa 32,7 km/h, đứng thứ 5 trong đội sau Rafael Leao, Nuno Mendes, Pedro Neto và Diogo Jota. Tuy nhiên, đây là thông số tốt nhất của tiền đạo 39 tuổi kể từ khi UEFA bắt đầu thống kê tốc độ kể từ mùa giải năm 2012. Trong 3 kỳ Euro trước đây, tốc độ tối đa của Ronaldo tại các vòng chung kết Euro lần lượt là 32, 29,1, 29,7 km/h. Điều đó có nghĩa là ở tuổi 39, Ronaldo đã chạy nhanh hơn cả năm 27 tuổi tại kỳ Euro 2012. Trong khi đó, Pepe đạt tốc độ tối đa 33 km/h. Trong khi đó, trung vệ Pepe đạt tốc độ tối đa 33 km/h tại Euro 2012, cao nhất đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng giảm xuống còn 31 km/h tại kỳ Euro lần này khi anh đã ở tuổi 41. Tốc độ tối đa theo UEFA được tính khi cầu thủ đạt tốc độ cao nhất trong một trận đấu, cả khi có bóng lẫn không bóng trong một quãng đường nhất định. Tại Euro 2024, cầu thủ đang đạt tốc độ cao nhất là Valentin Mihala của Romania với 35,8 km/h. Đứng thứ hai là Dan Andoy của Thụy Sĩ với 35,6 km/h. Rasmus Højlund của Đan Mạch đứng thứ ba, 35,5 km/h. Kylian Mbappe đạt mức tốc độ 35 km/h, xếp thứ 7, còn Ronaldo đứng ngoài top 100. Theo truyền thông Anh, Cole Palmer có thể sẽ tiếp tục dự bị trong trận đấu với Slovenia. Foden vẫn là cái tên có thể được Southgate tin dùng hơn cả cầu thủ đang khoác áo Chelsea. Trong trận đấu với Đan Mạch tại lượt trận thứ 2 vòng bảng, anh bị cầm hòa với tỷ số 1-1. Anh thậm chí còn không cho thấy họ là đội tuyển đắt giá nhất tại Euro lần này và chơi rất bạc nhược. Southgate cũng bị khán giả và các chuyên gia chất vấn về những quyết định dùng người, như việc để Alexander-Arnold liên tục đá tiền về trung tâm dù không hiệu quả. Cole Palmer, cầu thủ hay nhất mùa giải vừa qua vẫn chưa được thi đấu một phút nào ở kỳ Euro lần này. Trong khi đó, Phil Foden bị đặt dấu hỏi lớn về mặt phong độ. Ngôi sao của Manchester City vẫn chưa cho thấy những phẩm chất mà anh đã tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ. Chưa kể, Southgate cũng được cho là chưa tạo đủ điều kiện cho Foden thể hiện hết những phẩm chất của mình. Theo truyền thông Anh, sự thay đổi duy nhất mà Gareth Southgate có thể thực hiện là để Conor Gallagher đá chính ngay từ đầu. Điều này cũng có nghĩa Alexander Arnold có thể sẽ phải ngồi dự bị. Bàn thắng vào những phút cuối cùng của Matija Zaccagni đã chấm dứt hy vọng đi tiếp của Croatia, đồng thời giật về suất đi tiếp cho đội tuyển Ý. Bị gỡ hòa và mất vé đi tiếp vào những giây cuối cùng, huấn luyện viên Zlatko Dalic đã không khỏi thất vọng. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên 57 tuổi thẳng thừng chỉ trích tổ trọng tài vì đã cho trận đấu bù giờ đến 8 phút. Tôi không biết vì lý do gì mà trọng tài cho bù giờ đến 8 phút, nhưng bạn biết đấy, với FIFA và UEFA, Croatia là một đội tuyển nhỏ. Không ai quan tâm đến chúng tôi nên chúng tôi phải tự đứng lên và thi đấu vì chính mình. 8 phút bù giờ quá là một điều nhảm nhí. Với những gì đã xảy ra trong thời gian thi đấu chính thức, trận đấu này không thể có lượng bù giờ lớn đến như vậy. Đúng thật là chúng tôi đã được hưởng một quả phạt đền và tôi không muốn gây ồn ào, nhưng tôi nghĩ Croatia cũng cần được tôn trọng. Tình huống trọng tài Dani Machiale kiểm tra VAR để quyết định cho Croatia hưởng quả 11m chỉ diễn ra trong 2 phút. Nhưng sau đó vị trọng tài này đã phải cắt còi thêm 7 lần để phạt thẻ vàng các cầu thủ hai bên. Ngoài ra, trận đấu cũng bị gián đoạn nhiều lần khi Croatia và Ý liên tục thay người ở khoảng thời gian sau bàn mở tỷ số. Pháp sẽ đụng độ với Ba Lan ở lượt trận cuối bảng D vào 23 giờ đêm nay. Tâm điểm của trận đấu này chính là Kylian Mbappe, cầu thủ đã bị gãy mũi trong chiến thắng trước Áo 1-0. Những ngày qua, Mbappe đã đeo mặt nạ và tập luyện bình thường. Trước khi tham gia trận đấu với Ba Lan, Mbappe đã đeo mặt nạ trong trận giao hữu kín với U21 Paderborn. Trận đấu mà Mbappe đã ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo. Trả lời câu hỏi trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps chia sẻ: "Tình trạng của Mbappe đã tốt hơn từng ngày. Tôi không phủ nhận rằng cậu ấy rất muốn thi đấu ở trận gặp Ba Lan cũng như trận gặp Hà Lan trước đó. Cậu ấy đang rất háo hức để trở lại. Thở không phải là trở ngại với Mbappe, nhưng tầm nhìn của cậu ấy thì sẽ bị hạn chế. Tôi chưa bao giờ phải thi đấu với một chiếc mặt nạ cả, nhưng tôi hình dung những người đeo nó sẽ không thoải mái chút nào. Tôi không nói rằng đó là một hạn chế, nhưng nó chắc chắn sẽ làm giảm sút tầm nhìn của bạn. Lý do Mbappe đeo mặt nạ là vì cậu ấy cần phải bảo vệ mặt trong những trường hợp nhất định có thể xảy ra." Cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque ca ngợi huấn luyện viên đương nhiệm Luis de la Fuente đã xây dựng một lối chơi khoa học phù hợp để giúp Tây Ban Nha khởi đầu Euro vô cùng ấn tượng. Tây Ban Nha vượt trội so với các đối thủ, ghi 5 bàn và không thủng lưới bàn nào. Đội có tất cả những yếu tố để trở thành một đội bóng vô địch. Điều gì phải xảy ra sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi có một niềm hy vọng rất lớn và Tây Ban Nha với tôi là đội chơi hay nhất kể từ đầu giải.
Devosque ca ngợi De La Fuente đương nhiệm xây dựng một phong cách chơi rất phù hợp với đội tuyển hiện tại của Tây Ban Nha. Dưới triều đại của De La Fuente, Tây Ban Nha đã không còn thi đấu phong cách tiki-taka, mà theo đuổi lối chơi hiện đại, khai thác những pha tấn công biên với sự bùng nổ của hàng ngôi sao trẻ Lamine Yamal và Nico Williams. Tây Ban Nha khởi đầu Euro cực kỳ ấn tượng khi họ lần lượt thắng Croatia 3-0 và Ý 1-0. Đến lượt đấu cuối cùng, dù thay 10 cầu thủ đá chính vì đã chắc chắn giữ đầu bảng, Tây Ban Nha vẫn có được chiến thắng 1-0 trước Armenia với pha lập công của Ferran Torres. Chứng kiến màn trình diễn của Brazil ở trận ra quân tại Copa America trước Costa Rica, Neymar đã không giấu được sự thất vọng của mình. Tại sân vận động Sophie, khi tỷ số đang là 0-0, máy quay truyền hình đã bắt được hình ảnh của Neymar trên khán đài. Trước khi nhận ra ống kính và vẫy tay chào khán giả, Neymar lộ vẻ mặt trầm ngâm và thiếu hào hứng. Với chấn thương dây chằng gặp phải vào tháng 10 năm 2023, Neymar vẫn chưa hồi phục để tham dự Copa America. Không có sự phục vụ của cầu thủ đang khoác áo Al Hilal, Brazil vẫn sở hữu hàng công rất chất lượng với Rodrigo, Vinicius hay Paqueta. Tuy nhiên, như vũ công xứ Samba đều được đánh giá là có trận đấu dưới sức trước Costa Rica. Kết quả không bàn thắng được giữ cho đến hết trận. Trong một trận đấu mà Seleção tung ra 19 cú dứt điểm, 3 lần đưa bóng đi trúng đích, kiểm soát bóng 74%. Đây là trận hòa đầu tiên của Brazil trước Costa Rica. Trong 11 lần đối đầu trước đó, Brazil đã giành đến 10 chiến thắng. Lần duy nhất họ nhận thất bại là năm 1960. Vì vậy, kết quả hòa sáng nay của thầy trò Dorival Jr. được coi là một bất ngờ. Những đội tuyển mạnh khác như Argentina, Uruguay hay Colombia đều giành được chiến thắng sau lượt trận đầu tiên. Brazil hiện đang xếp thứ 2 tại bảng D sau Colombia. Ở trận đấu thứ 2, họ sẽ gặp Paraguay vào ngày 29 tháng 6. Trong sự nghiệp của mình, Messi thường xuyên đi bộ trên sân và đánh giá tình huống trước khi chạy chỗ phối hợp cùng với các đồng đội. Trong buổi phỏng vấn với Lang Media, Messi đã lý giải nguyên nhân tại sao anh lại luôn đi bộ. Khi tôi còn chơi tại New Wales, chúng tôi được chỉ định chỉ chạy vòng quanh sân 2-3 lần mỗi tuần. Khi đó, tôi thường trốn sau một cái cây. Chạy không bóng chưa bao giờ là điều tôi thích cả. Tôi luôn khắt khe với bản thân mình. Tôi là người đầu tiên biết những gì mình làm đúng hoặc sai. Khi tôi đi bộ, tôi luôn cố phân tích vị trí của đối thủ, cách mà chúng tôi đứng, di chuyển vị trí khi không có bóng, làm thế nào để thoát khỏi người theo kèm mình và kích hoạt một pha phản công. Tôi không chú ý nhiều đến GPS, thống kê hay dữ liệu gì cả. Tôi không bao giờ chú ý đến quãng đường chạy của mình trong một trận đấu. Messi đã hoàn tất bộ sưu tập vĩ đại của mình bằng danh hiệu World Cup 2022. Anh cũng đã giành được quả bóng vàng ở giải đấu đó với những màn trình diễn rất xuất sắc. Mùa hè năm 2023, Messi chuyển đến Inter Miami và đã nâng tầm giải bóng đá nhà nghề Mỹ.